con gà đá ấy trời. Thiệt, tôi chưa thấy một. Sao chê chất tôi dữ vậy, chất lên tiếng hay chất, sao ảnh nói phải vậy không chất, để cho mọi người biết đi hả. Xấu thiệt luôn à, xấu tệ lắm à, ghê lắm. Ăn nhiều không ghê lắm. Phòng như con gà ó vậy. Phòng ông mà tối thằng nào ngủ cứ mê mò cho anh bún miếng đi. Trời ơi, ơi trời ơi. Ủa mày tỉnh quá chứ rồi. Mày tỉnh quá đi ơi. Tỉnh mặn đi ơi. Chất có đòi bú nữa ha chất. Trời ơi trời. Má ơi, vô bộ ngoài mặt là nói vậy trong lòng thèm sữa lắm. Tối thằng người dữ rồi. Trời ơi. Cho lấy đứa ôm cho chặn. Trời ơi. Mày tự tin quá, mày tưởng mày là Ngọc Trinh hả? Chết. Tao là Diệt Trinh. Nói Diệt... phải cho đúng. Trời ơi, Diệt Trinh. Mà Diệt Trinh là cái đinh ngay giữa hả? Cây đinh của mày. Trời ơi. Trời ơi. Anh lấy em hộp mà em cho anh nội tao cũng xét lại vậy ta. Trời ơi. Cũng im lành. Không. Cũng với bà thôi. Nhỏ chơi mày hết mình luôn, cả 650 đàng hoàng. 6 triệu rưỡi. 650 mày. 650 mày. 6 triệu phải cho em nhiều. Phải cho em nhiều đâu, có cho nhiều đâu. Ở đó đó, cho lòi ra, đó đó đó. Đó, lòi ra. Quý hoài vậy. Nó mai xong hết rồi, quý hoài à. Đó, đã hèn chi mà đâu. Ai cho lại 650. Trời tươi dữ vậy trời. Tự tử ra đó. Tao mới bị phạt 650 đó. Alo, em bị phạt 650 nè. Ở là quận em á, phạt trên chung cư bảy bạc tôi 650 á. Thiệt á em, bị phạt 650. Nói phạt chị. Trời ơi, chung cư thưa hả? Ờ, quậy quá. Qua chơi đi rồi em, qua chơi. Bây giờ 650 thì là à, còn 200, anh trả 200. Nè, còn 200, anh trả 200, dậu đủ rồi. Hưng chi? Dậu 200. Hưng mới, mới qua. Hưng mới qua. Hưng mới qua, không có được quà. Nhưng mà trong ngày hôm nay. Một người 200. Trời ơi, trời ơi, chạy tiếp chung mà sao để chị bán được vậy? Bảo mua đứa về bán rồi. Tâm dứa ăn uống ngon lắm, bạn mới thua. Sao kỳ vậy? Sao kiếm trường mà để bị phạt vậy? Ai vậy? Đóng phim mà sao để bị phạt vậy vậy? Chuyện nhỏ, ông hoàn toàn. Rồi. Chuyện nhỏ mà. Hôm nay chị Halloween đâu chứ? Thôi buồn quá. Hết ổng cái kìa. Trời ơi, Halloween làm gì có tiền. Ơi vẽ mặt 100 ngàn nữa má. Hôm qua con vẽ cho. Rồi cúp máy đi nha mấy anh, quay vô cúp máy đi. Vô lấy chỉ 100 mà em đi. Bà có cho bịch tư nữa không? Có. Chồng con nghe. Tao mất không đủ quá không? Cái phần nặng bịch vậy đó dư không sao? Nói một cái mấy cái ly như vậy nè, cũng to. Cái chấm hả? Ừ. Ừ, cũng kém quá rồi. Là tại vô lấy chỉ 100 mấy chị, vô lấy chỉ 100 chị. Thịt ăn bán được xíu. Đưa sao bị lộ, đưa sao bị lộ mánh. Đưa sao bị lộ mánh. Ai ăn bia là ăn bia. Ờ, con uống bia rồi chắc rồi. Ai uống bia. Con là lát con đi công việc. Tính chơi con hay con đi. Ờ, đúng rồi, uống lon cái không dài. Không ăn gì đâu mà đứng bích đường hết á. Bữa nào uống rồi xong mày muốn cái trạng ngủ lại luôn. Nói giờ mày phạt gái là không được tiêu luôn. Bảy triệu rưỡi. Bảy triệu rưỡi à? Tao của em cầm bạn là 2 triệu á, anh bị phạt 2 triệu giam lòng 11 tháng. Em phải nó ngọt á. Có rồi, và 7 triệu rưỡi à. Giam bằng 24 tháng. Thì em lỗi nhẹ. Em bữa đó em lỗi nhẹ. Phạt cái nồng độ 0.25 à.
Hôm nay mình ngon để nhà ăn thêm nha. Bán hộp chứ chị. Xin em chị ơi. Xin tối cho mẹ. Ăn chụp nha. Em không bị. Mẹ cũng biết không gì đâu. Giết con này được. Chơi hết rồi. Chán mặt nó. Vô mánh luôn. Vô mánh rồi. Không có tiền. Ai có tiền hello. Mà lột coi. Mày có bị 650 cũng mang cho đẻ ra 200. Gì đó thừa nữa. Lột cho. Chuẩn bị nãy giờ. Nó chị chơi mà nó nhận là đi gì. Không có nhận. Bà kia bỏ cô rồi, nuôi dưỡng tử rồi. Ê đám ma kìa, nhớ qua nha. Thứ tư là nó mua đó, thứ năm là động quan đó. Đức có về không? Về hôm qua. Con nhỏ đó cái tội nè. Về điện con nha. Đúng rồi, nó đúng mà con. Về điện hôm qua. Con dẫn vậy mà, nhớ qua. Thì mấy em mặc đồ sexy đẹp đẹp á, em quay lên coi. 100.000 view. Đông lắm, có bây giờ có một trang mà nhỏ cấp người không mà. Thôi, bà Trang bà nhảy hay nhưng mà bà không có mặc đồ sexy. Chưa múa lửa mà mặc đồ sexy. Hai con lửng thân cũng lửng má. Thương dở quá. Lên. Không biết lên nhà lấy bánh mềm ăn lát để mà nhà lên nhà anh lấy bánh mềm ăn. Càng ai cũng nói ngon mày chê dở. Ngày xưa quen Tân Nguyên, tôi mới biết Tân Nguyên trời hàng ba. Ở rồi con ma, tôi mới biết con ma chị trẻ. Già mới biết tâm đại gia con mẹ thì tè. Có bò nữa, mẹ hát có bò nữa. Có vốn. Giờ có vốn mặt mà. Vốn rồi. Tỉnh queo luôn. Tỉnh như tinh bộ lĩnh luôn ha. Xong mà đợi nay đòi. Nay đòi lại công viên quay nữa đó. Ăn đi ông Trần với anh cả. Thôi ăn đi. Mẹ kêu là biết rồi. Ăn lên mình nghe rồi nói đ**. Chứ ăn đi. Nói mẹ ăn đi. Ăn hoài ở đây vậy. Có khỏi tương gì được. Mà ăn tương nó ngon. Ăn hoài vậy. Ông Trần ăn đi. Quậy quên xếp rồi. Vâng anh đã. Có tôi còn nhiều lắm. Ông nhiều. Kém còn nhiều lắm. Ông nhiều ông nhắc gọn vậy. Uống gì đâu. Anh ăn đi uống miên anh. Chơi hết mình anh đem ăn. Không má. Nem ngọt quá. Đúng rồi, ngọt quá. Nó mùi chua. Ăn cái nem này phải để thêm tuần sau ăn mới chua. Nó mới ngon, cái lá nó còn xanh giờ. Tôi bảo mua nem tròn hả? Tấn Nguyễn phải ăn nem đó. Bà chết sao mình phụ. Cái gì? Tôi đâu biết. Hỏi vậy? Chưa làm? Chưa. Đăng chưa? Mới đăng. Hồi nãy cứ clip nãy mình đăng 2 clip mà. Ăn đi không chờ. Xíu đi em, còn xíu đi. 30 giây à. Tháo chụp, chụp không, da liền. Giá rẻ rồi má.
60 đi. Chụp mở hàng cho sáng giờ chưa mở hàng cái nào đó. À, chụp đi để ủng hộ đóng tiền phạt. Bà cũng nhắc tiền phạt nè, tôi hoài là tiền đó. Hôm nay em còn cây á. Cây cây chiều con mới có, con hết rồi. Mua nem cây đi. Mua đi, nhắn tôi xuống. Thầy cho số phone đi. Kêu đặt em về đó. Không nghe nãy thằng Tấn mà nó không hứa công an chịu lên phạt mà nó dở lên làm khó rồi. Chị bán luôn tóc tai, anh uống gì không anh? Em chơi hết mình anh hôm nay luôn á. Uống cái gì? Thôi lon bọt cầm ha. Rồi. Với anh uống gì? Uống gì á? Uống kẹo lèo. Thôi uống bia đi anh. Chị có bán xanh dứa sữa không? Bán gì vậy? Làm ngon ngon đấy. Tặng lẩm cho chồng tôi uống. Ủa bà Sa Di vô đâu rồi? Sao mà không bỏ chung? Ơi lát đi, lát nhắc tôi cách đó chứ đâu. Để tôi quên đó má. Ê, hồi đó mình qua anh bạn nó đặt quán cà phê bất ổn. Giờ qua đây đặt quán cà phê gì ta? Tấm ma này xong nha. Con tơ bà Dung bà Kiều, bà Kiều hai đứng gái bà đó. Cái thằng đó đéo cho cái thằng chồng mà làm hồ nó giữ. Là ông Quang làm bả lo xong chui hết đi. Thằng Thòn diễn diễn cho cái hòm mình đó. Nó kêu coi về dình coi đứa nào mà giữ cái tài bỏ tiền tùng á. Kêu đứa gái bả với nhỏ gì á. Đứng ra chôn má nó xong còn nhiêu làm thức cho má nó. Kéo cho mình chồng mấy ăn đại còn cuốn đi. Mày cuốn tiếp coi. Chấp đợi con xíu đi, con làm xong rồi về. Tấn có khi nào coi mấy cái phim đó không Tấn? Tao không coi, xếp mà nó khoái dữ lắm mà đón lẽ con quen nó, tao không có quen mày. Tự nhiên nó đương tay cầm ta sợ tới giờ đó. Tao mới nhảy qua cống biển. Có mà. Bảo rồi đó đâu có đái bậy đâu, đi đái là đàng hoàng, từ ngàn này đái, nó bắt trước đái. Bên kia bảo qua nữa, bảo rồi. Anh cả, gọi anh bảo con rồi. Đâu có thương thợ bảo đâu. Cũng có trong đây nè, không biết có không quên nè. Anh gọi anh bảo với mẹ mày.